Chào tất cả mọi người, chào tất cả các anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về Kinh Thánh Cựu Ước Lần Sáng Thế Ký. Lần trước thì mình đã phân tích nói về cái phần Sáng Thế Ký 1, 2, 3, 4. Hai người đầu tiên do Thượng Đế tạo ra là Adam và Eva ở trong vườn Địa Đàng, thì họ hoàn toàn ăn uống thuần chay, thuần thực vật, sống hòa hợp với muôn loài, sống hòa hợp với thiên nhiên, chứ không hề bắt giết ăn một bất cứ một con vật nào. Nên suy ra là con người chúng ta sống thuận theo tự nhiên, ăn uống thuần thực vật, thuần chay là lối ăn uống tốt nhất cho sức khỏe. Con người vốn phù hợp để ăn chay, ăn thực vật chứ không phù hợp để ăn thịt động vật. Cho nên những cái bộ tộc, những dân tộc mà ăn có truyền thống ăn uống thuần chay thì thường có sức khỏe rất tốt, rất ít bệnh hoạn, sâu răng cũng rất ít và tuổi thọ rất là cao. Hôm nay mình sẽ nói thêm về một đoạn Sáng Thế 9:4. Những câu do Đức Chúa Trời Thượng Đế phán là: nhưng thịt còn mạng sống, còn máu thì các con đừng ăn. Chắc chắn con sẽ đòi, ta sẽ đòi lại máu của sinh mạng các con. Ta sẽ đòi lại nơi mọi loài thú, nơi tay loài người, và ta sẽ đòi lại nơi tay mỗi người mạng sống của đồng loại nó. Ý nghĩa ở đây là khuyên con người không nên ăn thịt. Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, Thượng Đế khuyên con người không nên ăn thịt xác sanh, ăn thịt muôn loài. Mà chỉ nên ăn những loài động vật mà còn nguyên tính, như những con cá nhỏ, tép nhỏ, những con mà chưa có máu. Nói về khoa học, về y học, về tâm linh, nhân quả gì thì cũng đúng, cũng tốt hết. Nếu mà nói về y học thì theo thực dưỡng dưỡng sinh thì chúng ta, nếu những ai còn ăn thịt, còn ăn mặn thì chỉ nên ăn những con cá nhỏ, tép nhỏ thôi, sẽ tốt cho sức khỏe hơn nhiều. Những con đó là những loài nguyên tính, nó chưa có máu, và khi ăn vậy thì chúng ta sẽ ăn được nguyên con, không có bỏ phần nào hết. Còn khi mà ăn thịt động vật, những con lớn, những con đã có máu thì thường là chúng ta chỉ ăn được thịt của chúng và bỏ phần lớn, là những thứ khác là bỏ hết. Nên nếu chúng ta ăn uống như vậy lâu dài thì cơ thể chúng ta lối ăn uống như vậy sẽ mất cân bằng và không tốt cho sức khỏe. Còn nói về tâm linh nhân quả thì những con vật nguyên tính thì phần linh hồn của những con vật đó còn yếu. Nếu mà chúng ta ăn nó thì vong hồn của chúng nó sẽ không bám theo và báo oán chúng ta. Còn những con vật lớn mà đã có máu đỏ, có tánh linh như con người thì nếu chúng ta ăn chúng vừa có hại cho sức khỏe mà vừa bị chúng báo oán, chắc chắn về lâu về dài sẽ không tốt trong cuộc sống. Có rất nhiều câu chuyện về những gia đình lập nghề đồ tể thì gặp rất là nhiều tai họa, tai ương không tốt.
Thí dụ như là câu chuyện mà những người làm nghề mổ heo, cuộc đời của họ đã sát sanh giết heo rất là nhiều, và khi họ chết, lúc mà lâm chung thì họ kêu lên giống như là con heo bị thọc huyết. Lúc đó nói về tâm linh thì lúc đó vận khí của họ đã suy, nên oan hồn của những con heo sẽ đến và đòi mạng báo oán họ. Còn khi mà họ còn khỏe mạnh, còn vận khí còn hưng vượng thì lúc đó oan hồn của những con heo bám theo, nhưng mà nó không có báo oán được, nó chỉ quấy phá này kia chứ nó chưa có nhập vào nó báo oán được, giống như là những người mà khi đã vận khí suy lúc mà lâm chung. Cho nên dù mình có tín ngưỡng hay là không tín ngưỡng, theo bất cứ tín ngưỡng nào thì tốt nhất là chúng ta nên giảm nghiệp sát, giảm việc sát sanh, giết hại muôn loài, ăn thịt muôn loài là tốt nhất. Nếu chúng ta ăn uống được thuần thực vật theo lối thực dưỡng dưỡng sinh là lối ăn uống tốt nhất cho sức khỏe, mà vừa tốt về mặt tâm linh nhân quả. Nói chung thì tôn giáo đức tin nào cũng khuyên con người chúng ta làm lành đánh dữ, hướng thiện, bỏ ác theo xấu, chứ không có tôn giáo đức tin nào mà khuyên con người chúng ta làm điều ác hết, tại vì có một số người cố tình hiểu sai hoặc là làm sai thôi. Hoặc là một số lợi dụng tôn giáo để mà làm những chuyện xấu, lấy danh nghĩa tôn giáo để làm chuyện xấu, rồi làm ảnh hưởng đến tôn giáo, làm tôn giáo bị mang tai tiếng. Trên đã nói là tôn giáo tín ngưỡng, nói về phần tâm linh thì chắc chắn là phải khuyên con người hướng thiện, làm lành lánh dữ. Chỉ có là cái hình thức bên ngoài là hơi khác nhau một chút thôi, nhưng cái chính, cái cốt tủy, cái gốc thì cũng khuyên con người hướng thiện, làm lành lánh dữ, giống nhau hết. Nhưng mà vì một số người hiểu sai, hiểu lệch lạc rồi mới suy luận bậy bạ, rồi làm chuyện xấu, rồi lợi dụng tôn giáo để làm chuyện xấu rất là nhiều. Cho nên trong cái thời buổi này, như trong tôn giáo tâm linh kêu là thời mạt thế, mạt kiếp, thời mạt pháp, thời ngũ trược ác thế, vân vân. Thì những người xấu mà trà trộn vào tôn giáo đó làm những chuyện xấu thì rất là nhiều, mượn danh nghĩa tôn giáo để mà làm chuyện xấu, rồi ảnh hưởng đến cả một cộng đồng. Cho nên chúng ta tốt nhất đừng có nghe theo bất cứ ai, mà làm đúng y theo trong kinh sách dạy, theo đúng y như cổ đức tiên hiền thánh nhân dạy, để sống, để tu tâm dưỡng tánh, tu nhân tích đức, tu phước, ăn chay sống thiện lương, thì chắc chắn ngay bây giờ và hiện ngay bây giờ và tại đây chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp, và kể cả ở tương lai, nhân quả thiện ác không bao giờ sai, chỉ có con người chúng ta làm sai thôi. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai, nhân quả ba đời không sai biệt, xa trả con cháu gần trả mình.
Rồi chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống, bên gia đình và người thân. Chào mọi người.